Ok, và hello, xin chào chị mình, mình là Ngỗng đây. Thì ngày hôm nay Ngỗng tiếp tục trở lại làm một video nữa cho mọi người cùng xem. Thì video ngày hôm nay thì Ngỗng sẽ vẽ chị Sammy nhưng mà là phiên bản nữ sinh anime Buồn mọi người ạ. Thì ok mọi người, bây giờ thì không chần chờ mà đồng ý vào luôn video nào. Thank you.
một đăng ký. Cũng đừng quên ấn một cái chuông bên cạnh Ngỗng có video mới thông báo nha. Và cũng đừng quên bình luận cho Ngỗng biết mọi người thích video ngày hôm nay không, và lần sau mọi người muốn Ngỗng làm về gì nha. Còn bây giờ thì Ngỗng xin chào và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại.